Xin chào các bạn. Chúng ta đang có mặt tại xóm 5, thôn Hải Ninh, xã Kim Tân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Nơi này có một cây bồ đề cổ thụ, là một cây di sản của Việt Nam. Ở trước mặt các bạn đó là cây bồ đề, một cây cổ thụ rất lớn của Việt Nam. Và cái thời gian vừa rồi, tôi không nhớ chính xác là ngày mùng 2 tháng 6 hay là ngày mùng 3 tháng 6, thì nó đã bị bật gốc và nằm ngửa. Và chính quyền địa phương ở đây đã trồng lại nó. Các bạn có thể nhìn xung quanh, các cái cành của nó đã được chặt rất là gọn gàng. Bên kia cũng thế, các cái cành của nó người ta đã chặt rất là gọn gàng. Và bây giờ thì cái cây này chỉ còn lại cái gốc của nó và cái thân của nó, cái thân chính của nó mà thôi. Còn lại các cành và các cái cành nhỏ cũng như các cái cành trung, tầm trung là người ta cưa hết đi rồi. Mọi người cứ hỏi tôi là lý do vì sao cây bồ đề này nó bị đổ. Tôi xin trả lời với các bạn rằng nó chả có cái lý do gì cả. Ở đây nó thuận theo cái lẽ tự nhiên, thuận theo lẽ đời, thuận theo thiên định và thuận theo thiên cơ. Cây bồ đề thì chúng ta biết nó tượng trưng cho cái gì rồi. Và cái ngày mùng 2 hay là ngày mùng 3 tháng 6 gì đó tôi không nhớ, nó bị bật gốc. Tôi hỏi một số người dân ở đây là trước khi nó bật gốc thì nó có cái biểu hiện gì không, thì mọi người trả lời rằng nó không có cái biểu hiện gì cả. Các cái cành lá nó vẫn là sum suê, nó vẫn là tốt. Khi nó bật gốc lên thì chúng ta mới thấy các cái rễ của nó, một vài các cái rễ chính, một vài những cái rễ to nó bị sâu cho nên nó bị bật gốc. Cái này nó giống như một cái sự dự báo cho một cái sự thay đổi của tổng công ty khi một vài công ty thành viên bị sâu mọt. Một vài công ty thành viên bị sâu mọt. Thưa các bạn, tôi đã từng nói sẽ có những cuộc thanh lọc ở các công ty con, sẽ có những cái cuộc thanh kiểm tra, kiểm toán các công ty con, để rồi cái tổng công ty này nó sẽ có sự thay đổi. Nó vẫn lớn mạnh, thưa các bạn. Cái cây này nó hay ở chỗ như thế này, thưa các bạn. Cái thực trạng của nó hay chỗ như này. Khi nó bật gốc, bình thường như những cây khác ấy, người ta sẽ không trồng lại nữa. Nhưng đối với cây này, người ta lại trồng lại. Nó sẽ lại phát triển mạnh mẽ, giống như nó đã từng phát triển. Và đây nó giống như một sự, đây nó giống như một bước ngoặt, một bước ngoặt rất to lớn cho tổng công ty. Sẽ có sự thay đổi ban bệ, sẽ có sự thay đổi về cơ cấu, cũng như có sự chỉnh sửa các cái gốc rễ, đó là các công ty con, sẽ có sự chỉnh sửa, thay đổi cả về tư tưởng, cả về bản chất, để rồi cây bồ đề, một biểu tượng rất đẹp, nó sẽ vẫn còn trường tồn mãi mãi. Tôi hôm nay phải về tận nơi để cho các bạn trải nghiệm, để cho các bạn nhìn ngắm biểu tượng cho tâm linh Việt Nam. Một cây rất rất cổ thụ, nó trên 300 năm tuổi rồi. Và xung quanh không gian ở đây rất là trong lành. Mọi người vẫn đang cuộc sống tiếp diễn như cuộc sống của mình bên cạnh cây bồ đề này. Cũng giống như mọi sự nó đang vần vũ xung quanh tổng công ty, để rồi tổng công ty sẽ được
trồng lại, cơ cấu lại để cho các cành lá của cây này được phát triển mạnh mẽ. Những cái cành như các bạn nhìn, những cái cành nó sẽ được thay thế bởi những cành non, chồi non, và những chồi non này phát triển một cách mạnh mẽ, nó sẽ vươn tầm và mạnh mẽ. Đó là thông điệp mà tôi muốn gửi đến các bạn, cho nên tôi đã phải đến tận nơi, tận mắt chứng kiến và nhìn ngắm cây này, cũng như là quay lại hình ảnh để cho mọi người cùng nhìn ngắm một biểu tượng cho cái tâm linh Việt Nam. Còn bây giờ thì tôi lại phải tiếp tục công việc và chặng hành trình của mình ở thành phố Hải Phòng. Xin chào và hẹn gặp lại.